Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức người nổi tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử đồng chí Huỳnh Thành Đạt. Đồng chí Huỳnh Thành Đạt sinh ngày 26 tháng 8 năm 1962, giới tính nam, dân tộc Kinh, quê quán xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Thành phần gia đình lao động, nghề nghiệp khi được tuyển dụng sinh viên, ngày được tuyển dụng làm cán bộ công chức viên chức, ngày 1 tháng 1 năm 1987, ngày vào Đảng ngày 20 tháng 9 năm 1990, ngày chính thức ngày 20 tháng 9 năm 1991. Trình độ được đào tạo giáo dục phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ vật lý, học hàm học vị phó giáo sư tiến sĩ, lý luận chính trị, cử nhân chính trị, bồi dưỡng dự nguồn cao cấp, ngoại ngữ Anh văn nâng cao, Anh văn trung cấp mức 3, học 06 tháng ở Hoa Kỳ, khen thưởng huân chương lao động hạng 2 năm 2018, huân chương lao động hạng 3 năm 2008. Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12-13, đại biểu Quốc hội khóa 12-13-14, tóm tắt quá trình công tác. Tháng 1 năm 1987 đến tháng 7 năm 1996, cán bộ giảng dạy khoa vật lý Trường Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 7 năm 1996 đến tháng 11 năm 1996, Phó trưởng phòng tổ chức hành chính Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 11 năm 1996 đến tháng 8 năm 2001, trưởng phòng tổ chức hành chính, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 8 năm 2001 đến tháng 5 năm 2004, Chánh Văn phòng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy viên Cơ quan Văn phòng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 5 năm 2004 đến tháng 9 năm 2005, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy viên Cơ quan Văn phòng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư chi bộ. Tháng 9 năm 2005 đến tháng 5 năm 2007, Phó Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 5 năm 2007 đến tháng 6 năm 2015, Phó Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội khóa 12-13. Tháng 6 năm 2015 đến tháng 1 năm 2017, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thành ủy viên Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội khóa 14. Tháng 1 năm 2017 đến tháng 8 năm 2020, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thành ủy viên Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội khóa 14. Tháng 8 năm 2020 đến tháng 10 năm 2020, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thành ủy viên Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội khóa 14. Tháng 10 năm 2020 đến tháng 11 năm 2020, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội khóa 14. Từ tháng 11 năm 2020 đến nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đại biểu Quốc hội khóa 14. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Các bạn đừng quên bấm theo dõi kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin của ngày hôm sau.